Mến chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới an vui. Trong mỗi chúng ta đều chứa trường năng lượng mà vũ trụ ban tặng. Nó được ẩn chứa trong từng tế bào của cơ thể để gắn kết sự vận hành của mỗi chúng ta. Thế nhưng để biết trường năng lượng đó ra sao, chúng ta sẽ thấy được cái sự quỷ bí đó là nằm trong ngày tháng năm sinh của chúng ta, hay chúng ta còn gọi đó là đường đời của mỗi con người. Theo nhà bác học Pythagore, cha đẻ của môn số học, thì trong mỗi con số sẽ được tiềm ẩn những trường năng lượng riêng của vũ trụ rung động. Bởi vậy, trong trường năng lượng đó sẽ được ẩn chứa những đặc trưng, những sự khác biệt riêng biệt của từng con số, và cũng được các nhà khoa học nghiên cứu, mở rộng cũng như áp dụng thành công trong bộ môn nhân số học. Và với bài hôm nay, Huệ sẽ chia sẻ với chúng ta về đặc trưng tính cách của con đường đời số 5. Người mang con đường đời số 5, khi chúng ta cộng các con số trong ngày, tháng, năm sinh, chúng ta thu gọn lại số có một chữ số, thì được con số 5, đó chính là người mang con đường đời số 5. Khi nói đến người con mang đường đời số 5, chúng ta biết ngay đến đặc trưng riêng của họ, đó chính là sự tự do, kết nối và là trung tâm thu hút. Những đặc tính về đặc tính riêng, về tính cách của họ, người mang con đường đời số 5 có khả năng diễn đạt tốt các biểu cảm, cảm xúc, suy nghĩ của mình một cách trọn vẹn. Họ thích tự do, thích khám phá, học hỏi, phiêu lưu, thích chinh phục, trải nghiệm cuộc sống phóng khoáng của mình. Và họ là những người sáng trí, mau lẹ, cởi mở, vui vẻ. Người mang con đường đời số 5 thích di chuyển, linh hoạt và không thích bị gò bó trong khuôn khổ. Người mang con đường đời số 5 có tư duy nghệ thuật cao, là trung tâm kết nối, quy tụ mọi mối quan hệ. Và khi đó họ sẽ là cái người thích tận hưởng cuộc sống tự do, quyết tâm theo đuổi cuộc sống an vui, lạc quan, yêu thiên nhiên và có tầm nhìn xa rộng. Về sự nghiệp, công việc của người mang con đường đời số 5, họ với những đặc trưng trên thì họ sẽ thích những công việc mang cái sự tự do, tự chủ, di chuyển và luôn thay đổi, cần có sự sáng tạo và có nguồn cảm hứng mới lạ. Do vậy mà những ngành nghề liên quan đến những đặc trưng riêng đó chính là những ngành nghề liên quan đến sáng tác, sáng tạo, như nghề viết văn, nghề báo, nghệ thuật, kiến trúc, thiết kế, thời trang, hay trong kinh doanh thì họ thích những sự di chuyển, đó chính là về thị trường, về kinh tế, về đối ngoại. Hay họ cũng chính là những người có sự kết nối quy tụ rất tài tình, nên họ sẽ trở thành những nhà diễn giả, nhà giáo dục tâm lý. Đó là những ngành nghề mà giúp cho họ phát huy được hết những tố chất bên trong của họ. Do vậy mà họ không thích làm những ngành nghề mà phải cố định, phải khuôn phép hay phải áp đặt. Còn trong những mối quan hệ về tình cảm ở đây chính là những mối quan hệ giữa tình cảm gia đình, tình cảm đồng nghiệp, tình cảm bạn bè hay là những mối quan hệ xã hội, thì những người mang con đường đời số 5 có ưu thế hơn nhất, đó là người dễ kết nối với mọi người, bởi người có mối quan hệ rất rộng rãi và thu hút cũng như là cầu nối của mọi người, bởi họ là người rất quyến rũ, có tình cảm mãnh liệt và thích phiêu lưu, có những sự trải nghiệm, và họ là một trong những người có sự lãng mạn sâu sắc, là người luôn muốn tìm kiếm sự tự do, nên sự phù hợp với người mang con đường đời số 5 thì cũng chính là những người có tính cách, tính chất tương đồng với họ, cũng là con đường đời số 5, thì sẽ có sự kết nối và giúp cho họ có sự hòa hợp một cách tốt nhất. Còn trong các mối quan hệ khác thì họ chính là người thu hút trung tâm và họ rất dễ có tạo ra được cái mối quan hệ nhanh chóng với mọi người. Nhưng trong cuộc đời của mỗi con người thì con đường đời số 5 cũng cần có những lưu ý. Cái lưu ý đầu tiên đó chính là con đường đời số 5 không nên chọn những ngành nghề mà mang tính chất dập khuôn, gò bó, bởi vì họ không có được cái sự chịu đựng như vậy nên họ dễ dàng bị bỏ cuộc. Và như thế thì sẽ mang lại cho họ những cái sự nhàm chán và tụt ý chí trong cái sự nghiệp của mình.
Còn trong công việc thì họ cần nên có những cái tập trung vào những chi tiết để đạt được cái hiệu quả cao nhất. Bởi người mang con đường đời số 5 họ có tầm nhìn xa rộng, nhưng khi nhìn chi tiết thì họ lại có những cái sự thờ ơ hơn, nên cần phải có những cái tập trung hơn để giúp cho đạt hiệu quả tốt hơn. Và cũng xin chúc mừng người mang con đường đời số 5. Người ta nói con số 5 là con số may mắn bởi nó là cầu nối, là trung tâm gắn kết. Giống như một bông hoa thì ở giữa đó chính là đài hoa và chính là nhụy hoa. Những bông hoa mà thiếu đi đài hoa và nhụy hoa thì không còn có sự gắn kết được nữa. Thì người mang con đường đời số 5 để gắn kết những người xung quanh, những người có cùng mong muốn trên con đường đời của mình, thì người con số 5 là con số có sự kết nối tốt nhất. Bởi vậy mà khi biết được người có mang con đường đời số 5 thì là một con số may mắn trong các con số. Và xin chúc mừng các bạn. Trong đó các con số 5 là con số biểu hiện về ngày sinh. Số 5 là con cầu nối gắn kết trường năng lượng với các con số khác, nên nó được gọi là một con số trung tâm thu hút năng lượng của mọi vạn vật xung quanh của vũ trụ chúng ta. Và xin chúc người mang con đường đời số 5 sẽ là những người lan tỏa những sự chia sẻ của bản thân đến với mọi người, bởi khả năng cảm thụ, khả năng diễn đạt của họ rất tốt. Đây chính là sứ mệnh mà đường đời số 5 của bạn cần phải thực hiện, đó là gắn kết, yêu thương và chia sẻ cộng đồng. Cũng rất mong các bạn có con đường đời số 5 phát huy được những tố chất đặc trưng của mình để ngày càng tỏa sáng và mang những cái giá trị tốt nhất cho những người xung quanh, những người hữu duyên với mình. Cũng chúc mừng những người mang con đường đời số 5, họ chính là trung tâm của vũ trụ, và chúc những người mang con đường đời số 5 sẽ mang lại những giá trị của mình để bình luận, chia sẻ dưới video này để thấy được mình có những cái đặc trưng, và đây chính là người sẽ giúp cho cộng đồng của chúng ta có một quy tụ và kết nối một cách tốt nhất. Và cũng rất mong các bạn hãy chia sẻ video này cho những người có mang con đường đời số 5 để họ thấy được cái giá trị ưu thế của bản thân mình, giúp cho họ tự tin và phát huy được những ưu thế đó. Cũng chúc cho người mang con đường đời số 5 cũng như mọi người biết những giá trị đặc trưng riêng của con tính chất đường đời của mình, để chúng ta biết phát huy và giữ gìn, cũng như là ngày càng tự tin cho con đường đời của mình hơn. Và xin cảm ơn các bạn luôn luôn có sự đồng hành và chia sẻ với kênh của Huệ Hoan Hỷ. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và an vui. Xin chào và hẹn gặp lại ở các con số đường đời tiếp theo.